khám phá những nhân vật nổi tiếng nhất của các vòng chung kết World Cup. Từ World Cup năm 1966 tại Vương quốc Liên hợp Anh và Bắc Ireland, khái niệm linh vật của giải đấu đã bắt đầu xuất hiện tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Mỗi khi giải bóng đá hấp dẫn nhất thế giới được diễn ra, các nước chủ nhà sẽ đều lấy hình ảnh của một vật riêng biệt làm đại diện cho giải đấu được tổ chức bởi quốc gia mình, gọi là linh vật. Mỗi linh vật không chỉ được thiết kế một cách đáng yêu, ngộ nghĩnh, năng động, mà còn là một biểu tượng trong thế giới linh vật, thể hiện rõ nét văn hóa đặc trưng của quốc gia đăng cai World Cup và tính chất bóng đá thời kỳ đó. Bây giờ, chúng ta hãy cùng bắt đầu tua ngược thời gian để cùng tìm hiểu xem các nước chủ nhà từng đăng cai World Cup đã sở hữu những mẫu linh vật như thế nào. Đầu tiên sẽ là linh vật của kỳ World Cup diễn ra sau đây 2 ngày nữa thôi trên đất Qatar. Ngày 1 tháng 4, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA và quốc gia chủ nhà Qatar đã tổ chức lễ bốc thăm vòng chung kết World Cup diễn ra vào cuối năm nay và công bố những thông tin liên quan đến linh vật chính thức của giải đấu. Tuy nhiên, người hâm mộ đã phát hiện ra một đặc điểm lạ của linh vật này, đó là vẻ bề ngoài rất giống với người ngoài hành tinh. Cụ thể, linh vật này có tên là Laef trong tiếng Ả Rập. Laef có nghĩa là một cầu thủ sở hữu những kỹ năng tuyệt đỉnh. Mặc dù ý nghĩa là rất hay, nhưng chính thiết kế của Laef mới là điều thu hút sự chú ý, dễ khơi sự liên tưởng đến những hồn ma hay những sinh vật ngoài hành tinh khi chỉ có đầu, không chân tay và thân mình như một tấm vải. Một điểm đáng chú ý khác trong video giới thiệu linh vật này là Laef đã tham dự mọi giải đấu FIFA World Cup trước đây và đã góp phần tạo nên một số khoảnh khắc lịch sử nổi tiếng trong bóng đá, bao gồm bàn thắng mang tính biểu tượng của Diego Maradona vào năm 1986 hay cú đánh đầu vào lưới Tây Ban Nha của người Hà Lan 7 Robin Van Persie vào năm 2014. Tiếp theo là linh vật tại World Cup năm 2018 diễn ra trên đất nước Nga. Chú sói Zabivaka với hình dáng rất dễ thương và năng động, trong tiếng Nga có nghĩa là người ghi bàn. Chú sói này không đơn thuần là một hoạt náo viên cho các trận cầu lịch sử, mà bản thân Zabivaka đã trở thành một ngôi sao cho mùa giải này bởi đã có hơn 1 triệu người bầu cử cho chú trong cuộc bình chọn linh vật. Chú đã đánh bại hai đối thủ nặng ký khác là mèo và hổ để trở thành linh vật thứ 14 bước vào lịch sử FIFA World Cup. Trong tổng cộng hơn 1 triệu phiếu bình chọn, Zabivaka đã nhận được 53% phiếu ủng hộ, còn chú hổ Amur nhận được 27% và chú mèo chỉ nhận được 20% phiếu bầu. Theo tổng thư ký FIFA bà Fatma Samura, để có được chú sói Zabivaka, người ta đã phải tìm hiểu sở thích của trẻ em Nga thông qua một cuộc bình chọn trực tuyến. Dựa trên những ý tưởng, các sinh viên của Nga đã thiết kế theo suy nghĩ của họ và tạo ra hình ảnh linh vật cho World Cup năm 2018. Kế tiếp sẽ là kỳ World Cup 2014 trên đất Brazil với linh vật là Fuleco. Đây là cái tên do người hâm mộ bình chọn. Trong một cuộc bình chọn kéo dài 3 tháng, Fuleco đã giành được 48% sự ủng hộ của người hâm mộ, 1,7 triệu người tham gia, vượt qua hai cái tên sáng giá khác là Juzeko 31% và Amichibi 21%. Fuleco là thuật ngữ được sử dụng với mục đích nâng cao nhận thức của con người về bóng đá và môi trường. Hiện thân của Fuleco là con Tatu, tên khoa học là Tolypius chinensis. Tatu là động vật có nguy cơ tuyệt chủng ở Brazil. Chúng thường cuộn tròn mình lại như quả bóng mỗi khi bị đe dọa. Trang phục của linh vật Fuleco sẽ mang màu sắc của lá quốc kỳ Brazil. Tiếp theo, linh vật của World Cup 2010 trên đất Nam Phi là chú báo Zakumi. Zakumi có riêng cho mình một lý lịch thể hiện hy vọng của người Nam Phi. Các nhà tổ chức cho biết, nhân vật Zakumi được sinh ra vào ngày 16 tháng 6 năm 1994. Trong đó, ngày 16 tháng 6 là ngày thanh niên kỷ niệm việc những thanh niên thực hiện những cuộc nổi dậy năm 1976 để chống lại những người da trắng, và năm 1994 là chấm dứt nạn phân biệt chủng tộc Apartheid. Hai cái tự da trong Zakumi chính là hai chữ viết tắt của Nam Phi theo tiếng African, một trong 11 ngôn ngữ chính thức tại Nam Phi. Trong khi đó, theo nhiều ngôn ngữ ở châu Phi thì chữ Kumi có nghĩa là số 10 năm diễn ra World Cup 2010. Tim Modise, người phát ngôn của Ủy ban tổ chức World Cup 2010 của Nam Phi cho biết, theo nhiều ngôn ngữ ở Nam Phi thì chữ Zakumi có nghĩa là hãy đến đây. Nhận xét về linh vật Zakumi, ông Jerome Vicko, thư ký của FIFA nói, Zakumi đại diện cho người dân, địa lý và tinh thần của Nam Phi. Kế tiếp sẽ là linh vật của kỳ World Cup 2006 diễn ra ở nước Đức, sư tử Goleo. Sư tử Goleo đệ lục được bình chọn làm linh vật chính thức của vòng chung kết bóng đá thế giới FIFA 2006 tại Đức. Mạnh mẽ, năng động, biết nói năng và suy nghĩ là những ý tưởng để ra đời chú sư tử đáng yêu này. Ngay từ khi chính thức công bố, Goleo Đệ Lục đã nhận ngay nhiệm vụ và xem đó là ưu tiên hàng đầu của mình. Goleo Đệ Lục mong muốn World Cup 2006 tại Đức sẽ là một bữa tiệc khổng lồ, đầy niềm vui và không thể nào quên. Để thực hiện nhiệm vụ đó, Goleo Đệ Lục sẽ phải trở thành ông hoàng tiệc tùng, ca hát, khiêu vũ với những người hâm mộ vòng quanh thế giới trong 3-4 tuần diễn ra vòng chung kết. Người bạn đồng hành không thể thiếu của Goleo Đệ Lục là trái bóng Pele biết nói.
Đây có thể được xem là một cặp đôi một trời một vực như Asterix và Obelix hay Laurent và Hardy, nhưng họ không thể tách rời nhau vì cùng chia sẻ niềm đam mê bóng đá và sẽ mang đến một đêm hội gọi là Goleo, đêm hội lớn nhất thế giới. Tiếp theo sẽ là linh vật của kỳ World Cup 2002, Ato Kasvanik, tại kỳ World Cup diễn ra trên đất Hàn Quốc và Nhật Bản. Đây là những nhân vật tưởng tượng được gọi là thiên cầu, có đầu gai nhọn và do công ty sản xuất phim hoạt hình bằng máy tính của London, Interband Corporation tạo ra. Tên của chúng quyết định sau khi KOC kiểm soát 980.000 phiếu kín được các fan bóng đá bầu chọn thông qua website của FIFA và tại các cửa hàng ăn McDonald's ở Nhật Bản và Hàn Quốc trong khoảng thời gian 400 ngày. Những hình ảnh ngộ nghĩnh này sẽ được in và gắn trên áo sơ mi, mũ và kẹp tóc để bán cho các cổ động viên. Ato có màu vàng, tượng trưng cho một huấn luyện viên dũng cảm, khát khao chiến thắng bằng lối chơi fair play. Nick có màu xanh, là tiền đạo số 1, đại diện cho những cầu thủ có kỹ thuật khéo léo, năng động, nhạy cảm, chơi hào hòa. Kass có màu tím, là tiền đạo số 2, mẫu cầu thủ nóng nảy, luôn thể hiện hành động mà không suy nghĩ kỹ. Tiền đạo này muốn giành chiến thắng trong mọi thời gian ngắn nhất. Theo Interband Corporation, đội bóng tưởng tượng này có thể chơi một môn thể thao gọi là Atobol tại địa điểm được gọi là Atmozone. Và cuối cùng là linh vật Footis tại Pháp năm 1998. Footis được đặt tên từ từ kết hợp của football có nghĩa là bóng đá và tiếp vị ngữ X trong từ Asterix, một nhân vật hoạt hình nổi tiếng. Chú gà trống Footis toàn màu xanh dương giống như màu áo của đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp với dòng chữ France 98 trên ngực. Nước chủ nhà Pháp đã đoạt chức vô địch sau khi đánh bại Brazil ở trận chung kết với tỷ số 3-0. Theo cơ sở dữ liệu đăng ký trademark do tổ chức sở hữu trí tuệ WIPO lưu trữ, thì những hình tượng linh vật đã đều được đăng ký độc quyền bởi FIFA, Liên đoàn bóng đá thế giới ở nhiều quốc gia trên thế giới. Điều đó cho thấy rằng logo là một trong những thành tố quan trọng nhất trong bất kỳ chiến lược tiếp thị của bất kỳ tổ chức nào, vì chúng cho phép nhận diện, tiếp xúc và chứng nhận các hàng hóa, dịch vụ của họ trên thị trường và phân biệt rõ ràng với sản phẩm dịch vụ của tổ chức này với sản phẩm dịch vụ của tổ chức khác. Nói đơn giản, chỉ có FIFA mới được quyền sử dụng hình tượng của các linh vật cho danh mục sản phẩm dịch vụ mà FIFA đăng ký bảo hộ.